Hoa hậu Mai Phương nghi mất suất thi Miss World 2023 vì ồn ào, cố lấy lòng vẫn bị tẩy chay. Hoa hậu Mai Phương hiện đang đứng trước làn sóng tẩy chay lớn của khán giả vì ồn ào liên quan đến bài đăng nhạy cảm đầu năm mới. Ngày thi Miss World 2023 đang ngày càng đến gần và sắc đẹp liên tục bày tỏ mong sẽ đổi đại diện Việt Nam trong cuộc thi năm nay. Vừa qua, Hoa hậu Mai Phương trở thành tâm điểm chỉ trích khi vướng lùm xùm sử dụng nhạc khi cập nhật mạng xã hội. Cụ thể, nàng hậu bất ngờ sử dụng bài nhạc China New Year vào hình ảnh mặc áo dài đón Tết Việt. Hành động khiến Mai Phương vướng làn sóng trái chiều khi dùng bài hát có tính nhạy cảm liên quan đến vấn đề gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng, giữa rất nhiều bài hát nhạc Tết của Việt Nam, Mai Phương có thể chọn, nhưng không hiểu sao cô nàng lại sử dụng một ca khúc tranh cãi như vậy. Vụ việc khiến Mai Phương trở thành tâm điểm tẩy chay của cộng đồng fan sắc đẹp. Ngay sau đó, thay vì lên tiếng giải thích vụ việc, Mai Phương tiếp tục gây chú ý với bài đăng mới vào mùng 1 của Xuân Quý Mão. Cụ thể, cô đã đăng tải những video hình ảnh ghi lại quá trình mình cùng ekip thực hiện dự án Tết Hạnh Phúc, đem lại nhiều phần quà cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Hành động này của mỹ nhân sinh năm 1999 dù làm việc thiện nhưng vẫn vướng chỉ trích tẩy chay. Nhiều người để lại nhiều bình luận không mấy tích cực trên trang cá nhân của người đẹp và cho rằng cô đang cố lấy lòng lại công chúng trước những ồn ào. Lại tẩy trắng nữa, thất vọng vẫn là thất vọng, lên tiếng xin lỗi thì không lên mà có thời gian đăng clip đăng ảnh. Rồi giờ đăng vậy có ý gì? Không có vụ người ta thông cảm cho đâu nha. Làm gì chứ đụng tới văn hóa thì đừng mãi không tha thứ. Hết nhảy nhót ô về rồi giờ tới chúc mừng Tết hộ quốc gia khác, không xin lỗi đàng hoàng có nước bị tẩy chay tới già. Mai Phương từng nhận được vô vàn lời khen khi đăng quang Miss World Việt Nam 2022 với thành tích khủng từ khả năng tiếng Anh đến kỹ năng catchword. Song chỉ sau 5 tháng hoạt động với cương vị hoa hậu, Mai Phương đã bị một bộ phận fan sắc đẹp quay lưng vì hành động không phù hợp. Trước đó, Miss World Việt Nam 2022 từng bị chỉ trích vì vừa ngậm kẹo mút vừa nhảy nhót quá đà tại một sự kiện. Một số bộ phận mạng cho rằng nàng hậu không ra dáng một hình ảnh hoa hậu chuẩn mực và không xứng để đại diện Việt Nam dự thi quốc tế vào tháng năm tới. Hiện Mai Phương đang bị cộng đồng sắc đẹp quay xe tẩy chay quyết liệt và yêu cầu ban tổ chức cuộc thi tước suất dự thi của cô và để á hậu Phương Nhi thay thế tại Miss World 2023. Trước vụ việc, fan hiện đang bán tính bán nghi về xuất thi Miss World 2023 của Mai Phương khi bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung bị phát hiện đã bỏ theo dõi Mai Phương dù cô nàng là gà nhà. Ồn ào không chỉ khiến Mai Phương mất điểm trong mắt khán giả mà bà trùm hoa hậu cũng bỏ theo dõi nàng hậu trên Instagram. Động thái của bà Phạm Kim Dung khiến nhiều người hâm mộ lo lắng cho chiếc vương miện của Mai Phương cũng như xuất thi quốc tế sắp tới của nàng hậu. Tuy nhiên, việc này được cho là khá bất khả thi ở thời điểm hiện tại, khi thời gian qua, Sen Vàng đã đầu tư khá khủng vào các dự án thiện nguyện của Mai Phương. Được biết, các dự án không chỉ với mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn được xem là một trong những đầu tư khá quan trọng để một người đẹp đi dự thi quốc tế. Chưa kịp xuất khẩu đến đấu trường sắc đẹp quốc tế, Mai Phương đã dính loạt ồn ào đến nỗi khán giả đòi tước vương miện. Hiện tại, xuất thi của nàng hậu tại Miss World 2023 vẫn đang còn là một ẩn số bởi nhiều ý kiến trái chiều. Được biết, việc Mai Phương ngày càng mất điểm trong mắt khán giả không chỉ xuất hiện trong thời gian gần đây, mà suốt thời gian từ khi đăng quang, nàng hậu liên tục gây tranh cãi với những hành vi lệch chuẩn. Trong đó có thể kể đến việc choảng á hậu Phương Nhi ngay trên sóng live stream. Dù được bên vực rằng chỉ đang đùa giỡn, thế nhưng với những biểu hiện nghiêm túc và có phần quạo cọ ra mặt của Mai Phương đã khiến nàng hậu mất thiện cảm với công chúng. Trước đó, khi chia sẻ về việc có những hành động và hình ảnh không phù hợp với vị trí hoa hậu, Mai Phương cho biết làm hoa hậu nhưng không đánh mất mình. Kể từ sau khi đăng quang Miss World Việt Nam 2022, Mai Phương không gò ép bản thân trong hình ảnh hoa hậu ngoan hiền, nền nã, mà thường xuyên có sự thay đổi đa dạng phong cách, cá tính quyến rũ nổi loạn. Tuy nhiên, cách làm của Mai Phương chưa phù hợp với vị trí một hoa hậu.